Chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Nguyễn Xuân Bình Vlog để chia chat, chia sẻ những câu chuyện đời thường với mình. Thì cũng có rất nhiều các bạn đã comment cho mình là muốn chia sẻ những câu chuyện là trước đây mình làm ngoài móng cái, rồi thời trẻ mình đi làm, mình va vấp. Rồi nhiều anh chị ngoài móng cái, hay là chuyện làm hàng đường biên, rồi những chuyện bên Trung Quốc, dân sau ở Trung Quốc nó va chạm như thế nào. Thì thú thực các bạn là trên kênh của mình thì mình cũng không chỉ là chia sẻ những câu chuyện đấy, bởi vì là trên kênh của mình muốn nói chuyện với anh em những câu chuyện nó rất là đời thường, bao gồm nó tất cả những chuyện thời trẻ nó như thế nào, thậm chí cả thời chân châu bất quả của mình nữa cơ. Đấy, chứ không riêng gì là chỉ là chuyện về xã hội đen hay đánh đấm này nọ, cho nên là nhiều bạn cũng thỉnh thoảng mình cũng đan xen vào để cho nó thay đổi không khí đi một tí, nên mong các bạn cũng thông cảm. Vì là mình xem trên nhiều kênh, trên YouTube, không phải riêng kênh của mình đâu, nhiều người rất là hay đi sân si hay là bắt lỗi những cái chuyện nó rất là nhỏ. Thì thu thực với các bạn là tất cả mọi người đều, chúng ta đều toàn bằng xương bằng thịt cả. Đấy. Tất cả lời nói, hành động và làm cái gì đó nó cũng xuất phát từ lý trí, từ cảm xúc của mình ra, chứ không phải là mình là một cái cỗ máy, một con robot để mà làm cái gì nó cũng gần như chính xác tuyệt đối được. Đấy, cho nên là mình nghĩ rằng là mọi người lên nhìn với góc độ nó thoáng ra một tí. Đấy, những cái lỗi nhỏ nhiều người mắc phải thì mình không nên sân si, bởi vì là ai thì rồi cũng phải mắc lỗi. Đấy, thì mình nhìn cái sự việc, cái con người nó thoáng ra một tí thì mình cũng cảm thấy thoải mái hơn, đúng không các bạn? Cứ lúc nào cũng đi nhìn chỉ để coi như bắt lỗi thì nó rất là mệt mỏi. Thì quay trở lại với câu chuyện hôm nay thì rất nhiều bạn comment bảo mình, hỏi thăm mình là cái đội bao hàng của mình với cái bạn mà chơi với mình thân ấy, bên Trung Quốc ấy. Trước đây là từng gọi nhau là đồng liên ấy, cũng sinh năm 13 mà. Thì bây giờ như thế nào rồi? Và nhiều bạn cũng muốn mình kể là cái thời ngoài đấy, là đội đấy, thường thường những cái đội xã hội bên Trung Quốc nó thanh toán nhau, đâm chém hay như thế nào đánh nhau. Thì hôm nay mình cũng kể qua một sự việc mà nói chung là thời đấy mình cũng rất nhớ đến câu chuyện này. Trước khi vào câu chuyện thì mình cũng nói sơ qua để cho nhiều người là mới nghe, mới vào kênh mình. Còn những bạn về trước rồi thì các bạn cũng đã biết hết rồi, là sự việc là từ thời mình đi làm hàng bên ngoài móng cái không biết như thế nào. Thì cái đội bao hàng cho mình bên Trung Quốc ấy, dân Tài Lộc Đại Lục ấy, anh em cái thằng Apat này, nó thằng nhận mình làm đồng liên mà nó cầm cả cái đội bao hàng cho mình ấy. Thì chín anh em trai nhà nó đông anh em. Thì xuống một cái như là có 7 thằng, mình nhìn thấy 7 thằng, Nhì, Si, Ẩn, Lục, Pạt, Cậu, mới một thằng nữa là anh em ruột đấy, còn chưa bọn khác thì mình chưa nói. Thì cái đội này nó chơi nó đông lắm các bạn, nó ở ăn ở với nhau đông lắm, lúc có phải lên 60 thằng nó ở chung một cái nhà, chúng nó thuê chúng nó ở đấy. Thì nó không như ở bên Việt Nam mình. Việt Nam mình thì tất nhiên là những cái đội bao hàng tầm cỡ như bọn anh Phương anh Viết thì cái quân số nó cũng đông, nhưng mà nó theo kiểu khác, nó không ở tập trung như kiểu bọn Trung Quốc này kiểu như chùm rúm lại với nhau. Thì
đội chúng nó cũng có lúc thì đi đến 60 thằng, bởi vì là cứ cái bọn cũng như bên Việt Nam mà không công ăn việc làm, xong bắt đầu là thậm chí những bọn giặt dẹo là nó cũng thu về hết để ăn ở với bọn nó. Thì bên Đông Hưng nó cũng như mình, cũng chia ra nhiều đội bao hàng. Nhưng mà cái đội của mình ấy thì nó cũng chia như vậy. Thí dụ là 60 thằng thì các bạn tưởng tượng ra là cái cửa khẩu bên Đông Hưng ấy, cũng như bên Việt Nam ấy, nó chạy dài, đường biên nó chạy dài theo 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 chiều sông Ca Long ấy. Thì tất cả hàng hóa đều xuống các đường biên ở dưới rìa sông mới xong mới sang đi qua lại hai nước. Thì thằng bao hàng bên Trung Quốc nó cũng quân số nó đông, thì nó cũng chia dọc từng nhóm một dọc theo cái rìa đường biên rìa sông. Thì cái vụ va chạm này là mình nhớ nhất, là thằng A Cẩu, A Cẩu tiếng Pạc Bà, cậu là chín, A chín em thằng Pạc này. Thì hôm đấy thì thằng A Cẩu thì lại nó ít, mình cũng ít gặp thằng đấy, bởi vì là mình lại làm hàng ở khu bên trên cửa khẩu ấy cơ, mấy khu hất về bên trên này, chứ còn cái thằng Cẩu này thì nó lại chuyên bao hàng, chịu trách nhiệm ở khu dưới đồn 5 của mình đấy, đường biên sát với đường đồn 5 của mình, khu vực dưới đấy. Thì hôm đấy thì nó va chạm với đội khác, xảy ra đánh nhau. Thì mình thì không trực tiếp ở đấy chứng kiến cái vụ đánh nhau đấy, nhưng mà về sau nhìn thương tích thì thật sự là đến bây giờ vẫn rùng rợn các bạn. Hôm đấy thì mình thấy tự nhiên thằng A Pạt nó lại sang bên Việt Nam mình. Tầm đấy thì mọi khi nó vẫn cứ bao hàng bao hết ở bên Trung Quốc, thì ít khi nó sang Việt Nam. Thằng A Pạt này rất ít khi sang Việt Nam, chỉ có thời gian là nó chạy lã liếc á, vụ đánh nhau xong bắt đầu nó sang ở mình thời gian thì sang hay sang bên đấy thôi, chứ nó ít sang Việt Nam chơi. Hôm đấy lại sang nó tìm mình, tìm mình thì nó mới kể chuyện ra là thằng em nó bị đâm, thì bị đội bao hàng khác nó đâm. Các bạn tưởng tượng như thằng A, thằng A cậu nó to lắm, to con, nó còn to hơn mình nhiều, đứng đứng ra mà nó khỏe mạnh, cơ bắp nó còn cuộn ấy. Thì thằng A Pạt nó sang cái nó bảo mình là thằng em nó bị đâm. Đâm thì hôm đấy là dưới cái đồn 5 đấy thì em thằng Pạt này chỉ có 3 thằng xuống dưới đấy thôi. Thì một cái đội bao hàng khác nó mới tranh chấp, thì không biết nào xảy ra đánh nhau. Thì hai thằng kia, một thằng bị chém xả vai này, còn mà một thằng bị chém ở một bên cánh tay bên phải này, thì hai thằng đấy nó chạy được. Còn thằng em ruột thằng Pạt này thì chạy ra khu vực ở bên rìa sông Ca Long, ở khu dưới đồn 5, thì bị nó chém bao nhiêu nhát, nên nó cái lặng, quả lặng nhất là nó đâm một phát cái kiếm 80 phân đấy các bạn. Kiếm 80 phân thì nó cứng mà nó đâm một phát xuyên dọc từ trên lưng này, xuyên qua phổi mà chọc đất vào la lách. Tiếng sợ quả nó đâm kinh khủng luôn, cái kiếm không biết là chắc là kiếm Nhật 80 phân, nó sắc, đâm một phát xuống mà xuyên thấu từ trên lưng xuống, phát xuyên qua phổi vào la lách. Thấy bổ cả kiểu, gần như kiểu là bục vào gần dạ dày nữa sao đấy. Đấy mình không biết, nhưng đại loại là bị mấy phát bên trong, gọi là lục phủ ngũ tạng bên trong, là bị thương mấy phát mấy chỗ liền. Thì thằng bà đã sang nó kể sơ qua mình cái chuyện đấy, thì nó mới bảo là em nó hiện tại bây giờ là đang ở dưới bệnh viện Ca Long, bệnh viện Móng Cái, ở dưới chỗ Linh Dương. Thế là nó mới nhờ mình, ý nó sang nó nhờ mình, bởi vì là cái mình cũng quen cái ông mà trước chồng với bà bao hàng cho mình làm hàng đấy, cho hàng mình làm ấy, thì ông quan hệ rộng về công an, cái biết là ông quen. Thế bà ta biết thế nó mới nhờ mình là sang là để bảo lãnh cho em nó làm bên đấy, không sợ công an công việc nó, để mình nhờ cái ông kia là ông ấy bảo lãnh cho, là công an không biết đỡ tìm kiếm rồi em nó làm điều trị bên
bên Việt Nam này. Thì mình cũng kể lại cho các bạn là thằng cậu này nó bị đâm phát nó khỏe lắm, thằng ấy nó khỏe mà nó vẫn bơi được qua cái sông Đồ Năm. Cái sông Đồ Năm thì nó cũng bé thôi các bạn. Khi nước nước mà nước cạn thì có đoạn nó chỉ tầm khoảng mười mấy mét chiều ngang thôi, 20 mét, mười mấy 20 mét chiều ngang thôi. Cũng có đoạn nó rộng hơn, cũng có đoạn rất là ngắn, thì chắc là nó bơi được qua đoạn ngắn thì nó bơi sang bên đây. Thì may cho thằng cậu hôm đấy thì lại cái đội nó vẫn bao hàng cho ở bên khu Đồ Năm ấy, thì nó cũng quen biết biên phòng ấy, thì sang cái thì nó nhờ biên phòng để cho sang bên Việt Nam này, đưa sang để điều trị bên bên bệnh viện này. Còn như thằng khác mà không quen biết cái là thì sang biên phòng nó bắt ngay. Thế là cũng may cho nó cái như thế. Thì cái thằng làm hàng dưới Đồ Năm nó cũng như mình, kiểu là mình làm trên đây thì nó làm, mình làm khu trên cửa khẩu thì nó lại làm trên khu Đồ Năm ấy, thì nó cũng quen biết với đội thằng A Cẩu A Pạt này, thì nó giúp là đưa sang bệnh viện là viện Linh Dương của Việt Nam mình. Nói thật sự các bạn không thể tưởng tượng được, thằng nó bị đâm quả nước nó vào phổi mà nước vào, mà thằng đấy cái số nó không chết. Như thằng khác yếu là chết ngay, nước nó vào cả phổi, vào cả dạ dày. Thì mấy ông bác sĩ bên dưới đấy ông bảo là ở bệnh viện Linh Dương chưa gặp một trường hợp nào bị thương nặng như thế này mà sống được. Đấy. Thì như mình vẫn cứ trêu thằng A Pạt ấy là hay xem những phim trường đấy các bạn. Phim trường là nhiều thằng nó bị thương nặng xong bắt đầu là sư phụ ra mới bảo là nhờ nội lực của anh, nhờ công lực nội lực bao nhiêu năm mới thoát qua cái kiếp nạn này, không phải người khác thì là không thể sống nổi. Ý mình cũng hay trêu đó cái đấy. Thì mấy ngày sau các bạn xuống, mình xuống không nhận ra nó luôn. Thằng A Cẩu nó đang là một thằng thanh niên to như thế. Đó, cái thời mình quen nó mới 16, 17 tuổi. Dưới thằng Pạt, thì thằng Pạt tầm đấy là, à, lúc đấy nó cũng phải 19, 20 rồi. Thằng Pạt 21, 22, bằng tuổi mình. Thì thằng đấy là thằng cậu, Pạt xong đến cậu, thì dưới thằng Pạt luôn. Nó to con lắm. Mà thằng này đấy bảo võ nó cũng to mà. Võ to bị nó chơi cho bét nhè luôn. Bao nhiêu nhát vào lưng mới nó đâm phát lặng như thế. Thì mấy hôm sau mình xuống mình thăm nó. Nói thật sự các bạn, vào nhìn cái không nhận ra ngay. Nó là một thằng thanh niên to con béo tốt như thế. Mà người nó gầy dốc đi. Là còn kiểu như da bọc xương, mắt nó trũng vào cái này. Mà nó thều thào nói với mình. Thực sự mình không cầm nổi nước mắt nhìn. Nó thều thào nói, nó bảo cảm ơn Bình đã giúp đỡ bao nhiêu ngày ở bên đây. Mình cũng động viên nó bảo thôi cố gắng. Nhưng mà đến cái hôm mình xuống mình thăm là cũng không nghĩ nó sống được đâu. Thật sự các bạn. Bởi vì là ngày nào cũng phải hút nước, hút dịch ở trong phổi viết ra như thế này. Và nó ăn uống thì không ăn uống. Người nó gầy dọc đi. Không ai có thể nhận ra nếu mà kể cả ngay bản thân mình mà không có thằng dẫn vào, thằng Trung Quốc có dẫn vào làm chỗ đấy thì mình cũng không nhận ra là thằng A Cẩu nó thay đổi mức độ như thế, gầy dọc. Thì nói thật sự các bạn là bên Trung Quốc nó cũng như bên Việt Nam, nhưng những cái vụ thanh toán đâm chém bên đấy nó còn cũng ác liệt hơn Việt Nam nhiều. Bản thân anh em thằng Pạt này thì nó cũng là kiểu như nhà quê mình như mình cũng ở quê ra đi làm ở cửa khẩu ấy. Thì anh em nhà nó cũng là đông người mà ở nhà quê ra, nhà chắc ở quê cũng nghèo, anh em giả hết xuống dưới Đông Hưng người làm. Thì trước đấy mình đã kể chuyện chia sẻ cho các bạn biết là thằng anh trai thằng A Pạt này là thằng A Lục ấy, thời cũng bị đâm chết, anh nó có một thằng anh trai bị đâm chết. Thì như cái video trước mình đã kể chia sẻ cho các bạn đấy, thời nó còn thằng A Lục, thằng nhà nó thì thằng A Lục nó đẳng cấp nhất, đại ca chơi bọn quán xám bên
bên bên đất Đông Hưng ấy thì thời đấy nó là thuộc dạng là đại ca gần như nhất nhì bên cái đất Đông Hưng, quận Quán Xám với quận A Lục, anh A Bạt đấy. Nhưng từ khi là anh ấy bị đâm chết cũng nhóm này nhóm nọ va chạm, chơi với nhau là kiểu như là tranh giành nhau thì làm ăn, thì nó đâm chết thằng A Lục. Mà A Lục là anh trai A Pạt này, thì từ ngày thằng A Lục nó bị đâm chết ấy, thì anh em thằng A Pạt này nó mới úi sùi một tí. Còn trước đây là nếu mà anh nó chưa bị chết thì nó thuộc dạng gớm thịt ở cái đất Đông Hưng đấy, chắc là về sau cũng phát triển được. Bởi vì là thời thằng A Lục nó chết xong đấy là những cái bạn bè làm ăn với nó Quán Xám trước ở đất Đông Hưng thì nó cũng không thể bao bọc được hết cái đội của A Pạt này. Đó, kiểu tạp pí lù anh em linh tinh cả đến thì nó không bao bọc được. Với thằng Quán Xám này, mình nghe thằng A Pạt nó nói là anh em nhà Quán Xám này nó thuộc dạng quan chức to ở bên Trung Quốc, kiểm viện kiểm soát rồi công an không biết. Nên là nó lại lúc thằng Lục có chết rồi cái thì nó cũng không muốn dây dưa đến đội này nữa. Cái đội này mới dần 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 tan rã dần. Thì chia sẻ với các bạn là mặc dù nó thằng Pạt đấy nó là cũng dân xã hội, đâm chém rồi tranh giành địa bàn miền đất Đông Hưng ấy, nhưng mà mình chơi đó mình biết nó cũng xuất thân từ củ khoai cây lúa, là cho nên là bản chất nó rất tốt. Mà nói đặc điểm của anh em thằng này, nói thật sự các bạn là nó lại không có đặc trưng giống như bọn Trung Quốc. Anh em thằng này mắt nó vẫn hai mí, nó gần giống như mình luôn, thằng Pạt nó gần gần giống mình luôn đấy, nó cũng cao 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 to bằng mình. Mắt nó không kiểu chỉ rưỡi như bọn Trung Quốc ấy, như hai nốt dao khứa, cho nên là nó rất giống người Việt Nam. Tất cả anh em nhà nó, anh em nhà Pạt có đâu có mỗi một thằng anh nhì, anh lớn nhất nhà nó, thì thằng lùn lùn trông nó giống giống Trung Quốc nhất thôi, chứ còn tất cả bọn khác là trông nó rất giống người Việt. Bản thân thằng A ửng nó cũng rất chơi thân mình, nó quý mình, nó nhiều tuổi hơn mình. Anh thằng Pạt ấy thì đã về Đông Triều là chơi với mình một lần rồi. Cái thời đấy là đi qua trạm cây 15 thì Trung Quốc công kiếp nó cũng khó đi chứ không phải dễ đâu, không có giấy tờ gì mà xâm nhập vào nội địa của Việt Nam này sâu là cũng cũng khó đi. Nhưng nó đi mình thì chẳng ai nghĩ là nó là người Trung Quốc cả. Mình bảo nó là đi qua cây 15 cứ nói chuyện bình thường, nghĩa là nói vài câu bình thường. Thằng ấy nó nói rất là sõi, nói ít nhưng nó nói sõi, nhưng mà mình bảo là nghĩa là đến chỗ bọn công an biết thì không nói chuyện nữa, thì nó sẽ không bao giờ biết là người Trung Quốc. Thì đi mình cho mặc quần áo của người Việt Nam này thì chẳng ai nghĩ nó là người Việt Nam cả. Đấy thì có thêm vài vụ là mình đã từng đi với anh Pạt này, tí nữa xảy ra đánh nhau thôi chứ chưa đánh nhau, thì nó cũng va chạm nhiều cái bên đấy. Thì mình với nó cũng chơi thân với nhau, nhiều khi cứ mình cứ sang đó mình ăn nghỉ bên nhà là nhà chúng nó. Nói thật sự các bạn là chúng nó cũng tốt, nó cũng không lưu lưu manh như, bởi vì có những chuyến hàng của mình hàng trăm triệu mà mình vẫn gửi vứt ở nhà nó, là một nơi coi như là tạp nham chúng nó ở như thế, nhưng không bao giờ mất một cái gì cả. Chẳng hạn như mà cái mướn hàng đấy mình để đấy, chúng nó mang chúng nó bán của mình đi thì mình cũng chịu, cũng chẳng làm gì được nó đấy. Kiện cũng không kiện được, các bạn bảo kiện ai bên đất Trung Quốc ấy. Mà thí dụ mà hai công ty này nọ làm ăn chính đáng còn kiện được, đây là toàn hàng lậu hàng điếc đây thì kiện ai đấy. Cho nên là góc độ tin tưởng cũng rất là tin tưởng chúng nó, cho nên là mà không tin cũng không được, nhiều khi là hàng không không đi được thì lại bắt buộc phải vứt bên nhà nó thôi. Mà có những chuyến hàng bao nhiêu trăm triệu nên cứ vứt đấy, nó chẳng mất mát một cái gì cả. Thì bọn Trung Quốc nó cũng tốt. Nhưng mà vừa rồi là mình điện ra thì mấy clip trước nói chuyện thì nhiều bạn bảo là tình hình là cái đội nó chơi với mình bây giờ nó như thế nào rồi. Thì vừa rồi mình điện ra cho thằng bạn trước làm cùng mình,
hỏi han tình hình vào đó thì bảo bây giờ không còn thằng nào nữa. Có còn hai thằng trước cái đội chơi với nó thì nó cũng chuyển sang làm ăn quán xá thôi ở bên nước Đông Hưng đó. Chứ còn không thấy thằng nào ở đấy nữa, mất tích ấy. Bởi vì cách đây có khoảng hơn chục năm thì bà ta đi tù, bà ta bằng tuổi mình bị đi tù phát bên đấy. Thì sau đấy là ra cửa khẩu, thằng bạn mình nó vừa ra cửa khẩu là mấy tháng chắc không làm được nữa, thế là chắc là về quê hoặc đi làm cái gì thì mình không biết. Đấy là tình hình cái đội chơi với mình đấy là trước là như thế đấy nhá. Thì tiến tới đây mình sẽ lần lượt kể cho các bạn. Nhiều bạn thích nghe những câu chuyện làm hàng của mình ấy, gặp biên phòng biên phiếc như thế nào, hoặc thậm chí những câu chuyện của các anh ngoài Móng Cái. Thì mình sẽ sơ lược những câu chuyện nào kể chia sẻ được với các bạn, mình sẽ lần lượt chia sẻ với các bạn. Thôi câu chuyện hôm nay là xin tạm dừng ở đây. Chào tạm biệt các bạn, chúc tất cả các bạn cùng gia đình luôn luôn may mắn, có thật nhiều sức khỏe, và đặc biệt gia đình luôn luôn hạnh phúc. Chào tạm biệt các bạn, bye bye.